Hello cả nhà đã nghỉ trưa chưa? Mọi người online chưa nhỉ? Mà mọi người online một chút nha. Hà đang ở resort TTC ở Mũi Cây Gà. Livestream cho mọi người xem. Với sẵn tiện thì Hà cũng được tặng 3 voucher nghỉ dưỡng tại TTC thì Hà đã sử dụng rồi, cho nên Hà sẽ tặng lại những voucher còn lại của Hà để mọi người có thể có cơ hội trải nghiệm nghỉ dưỡng ở đây nha. Để mọi người online một tí xíu, Hà sẽ quay cho mọi người xem chỗ Hà đang ở nha. Rất là thư giãn, rất là đẹp, rất là thoải mái và rất là phù hợp với gia đình, bởi vì có rất là nhiều hoạt động mình có thể tham gia cho gia đình từ trẻ nhỏ cho đến người lớn. Hello em Bùi Thị Bích Thu, em cũng ở Phan Thiết hả? Em đẻ ở Phan Thiết hả? Là quê của em phải không? Hello em Tiên Nguyễn. Hello Hoàng Tử Mưa. Hello Hà Đinh nha, đang mặc đầm của Hà Đinh nè. Hà Đinh cũng online, Hà Đinh cũng đang nghỉ dưỡng ở đây. Chào Nguyên Hình, kê gà gần em nè chị. Hello Mingo. Trước khi Hà, chút nữa Hà sẽ chơi một cái mini game nhỏ nhỏ nha. Chơi một cái mini game nhỏ nhỏ để Hà có thể dễ dàng lựa chọn ra ba bạn để Hà tặng lại ba cái voucher nghỉ dưỡng cho hai người 2 ngày 1 đêm tại TTC Resort. Thì mình có thể chọn là TTC Hotel ở Phan Thiết nè, TTC ở Ninh Thuận hoặc là TTC ở Cây Gà. Cây Gà là chỗ Hà đang ở đây. Thực ra thì TTC có rất là nhiều nơi, có ở rất là nhiều tỉnh, ở Cần Thơ, ở Đà Lạt, rất là nhiều nơi. Nhưng mà cái voucher mà Hà đang có ở đây thì sẽ được chọn nghỉ dưỡng tại TTC Phan Thiết, ở Cây Gà hoặc là ở Ninh Thuận. Nhưng mà chút nữa chắc Hà chơi một cái mini game gì nhỏ nhỏ đi để dễ dàng chọn các bạn hơn ha. Chẳng hạn như là nếu mà mọi người xem livestream này thì mọi người hãy hãy comment là Hà đang ở đâu nhé. Xong rồi sau đó Hà sẽ chọn ra ba bạn may mắn để Hà tặng lại voucher nghỉ dưỡng tại TTC nha. Rồi bây giờ Hà sẽ mọi người lên cũng nhiều nè. Hà sẽ quay cho mọi người coi chỗ Hà đang ở nha. Rất là dễ thương. Hà đang ở villa số 103 ở Kê Gà. Tiên Nguyễn ơi, thần tượng của em là đang bơi ngoài hồ lớn. Còn đây là cái hồ bơi nhỏ ở trong villa Hà đang ở. Từ villa này mình có thể nhìn được biển luôn nè. Bây giờ là 11 giờ trưa thì hơi nắng một tí xíu cho nên là mọi người không có bơi. Thường thì mọi người hay bơi buổi sáng. Đó, từ villa mình nhìn là mình sẽ thấy được biển luôn. Còn đây là hồ bơi tại villa. Nếu như mà ai ngại á, không muốn mặc bikini để nhiều người thấy thì có thể bơi tại villa của mình. Ở đây trồng rất là nhiều hoa và cây xanh. Hai đang ở resort nào nha mọi người? Mọi người phải điền đúng tên của resort và địa điểm Hai đang ở nha. Để Hà có thể chọn ba bạn ngẫu nhiên may mắn để Hà tặng lại voucher nghỉ dưỡng. Đó, xong bây giờ Hà sẽ đi vào. Đây là phòng khách. Đây là phòng khách. Ôi bước vô đây mát quá. Có máy lạnh. Sorry cả nhà là đồ ăn bánh kẹo để hơi nhiều tại vì nhà hàng có con nít. Đó. Đây là phòng khách. Thường tại vì nhà Hà thì có các bé rất là đông cho nên là đi nghỉ thì Hà thường thích chọn cái chỗ nào mà mình sẽ có một cái phòng nhỏ để có thể sinh hoạt gia đình, rồi có bếp, có tủ lạnh, có nói chung là đủ cho một cái gia đình nhỏ nhỏ của mình. Nhiều khi mình có con nhỏ mình có thể làm này làm kia được mà. À đây Trần Nguyễn Quốc Trường. Trường ơi, Hà đang có là 3 cái voucher nghỉ dưỡng nhưng mà rất là nhiều bạn đang online cho nên Hà nói là Hà sẽ đặt một cái mini game nhỏ, thế là mọi người hãy điền vào đây là Hà đang ở cái resort tên là gì, ở đâu, thì Hà sẽ chọn ngẫu nhiên ba bạn may mắn để tặng lại voucher nghỉ dưỡng nha. Còn bây giờ thì Hà đang các bạn phải điền tên của resort á.
tên là resort gì? Hà thấy có bạn điền đúng rồi đó, bạn bé bự thấy điền đúng rồi đó. Ok, rồi bây giờ Hà sẽ quay tiếp là từ đây là từ từ ngoài hồ bơi bước vô nè, là sẽ phòng phòng khách nè. Xong rồi đây là phòng ngủ. Đây là phòng ngủ. Phòng ngủ đôi. Phòng ngủ thì cũng sẽ có view là nhìn ra biển và nhìn ra hồ bơi luôn, rất là thư giãn. Những khi mình ước ở nhà mình có một cái view giống như vậy á, chứ mai mốt phải đi ráng đi làm kiếm tiền để xây được cái hồ bơi, cái miếng đất, mua được cái miếng đất rộng rộng như vậy để mà có thể có cái view đẹp như vậy. Ở đây là bàn trang điểm. Bồn tắm rất là lãng mạn nha, bồn tắm lộ thiên nha. Anh Lý Hải nói là chứ ôi anh thích cái bồn tắm giống như vậy, mà ở Sài Gòn toàn là nhà cao tầng không mà xây bồn tắm giống như vậy chắc chết. Người ta từ nhà người ta nhìn vô mình là thấy hết. Chỉ có ở room resort ở ngoài biển như vậy thì mới có thể xây một cái bồn tắm mà có thể là có nắng và gió trời như vậy. Đó. Đây là bồn tắm nằm và bước vô trong đây thì mình sẽ có một cái bồn tắm đứng. Đó. Đây là bồn rửa mặt. Rất là đẹp và sạch sẽ. Hơi lộn xộn là tại vì thật ra là Hà đang ngỡ luôn. Sáng giờ đưa các bé đi ăn rồi đi đi bơi rồi cho nên cũng chưa có thời gian dọn dẹp phòng. À đây là sẽ có một cái phòng khác, phòng này thì bà ngoại ở nè. Đó, bà ngoại ở bên phòng bên này. Bà ngoại ở bên phòng bên này cũng có tủ nè. Có bàn trang điểm nè. Và có một cái view nhỏ nhỏ nhìn ra cánh vườn rất là xinh xắn. Nãy giờ mọi người hỏi anh Hải quá. Thôi bây giờ Hà mới quay cái chỗ Hà ở rồi, giờ Hà sẽ đi đi ra ngoài. Thôi đã đóng cửa ra. Đi ra ngoài nha, để coi coi bà Hải đang làm gì với lại tụi nhỏ ngoài nha. Hello em Nguyễn Thiên Trang. Hà rất là thích cái phòng mà có cái view hồ bơi và cây cối như vậy, nhìn rất là thư giãn. Ở bên đây Hà cũng có một cái toilet nhỏ nhỏ nè. Đây. Có một cái chỗ nhỏ nhỏ, hôm qua ghé ngang Long Khánh mua một đống dơm dơm nhãn và một bịch 20kg mà ăn gọn như đây đó. Đó, có một cái chỗ nhỏ nhỏ mình có thể rửa chén làm gì đó và có thêm cái nhà tắm ở đây. Rồi, để Hà đi ra ngoài cho mọi người xem nha. Ở kế bên là các bungalow. À, Sunny kìa, Sunny bà ngoại vô kìa. Hello Sunny. Chào đi. À, chào các cô chú đi con. Sunny mới bơi xong. Bye bye em vào em à. Em bye bye đi em vào em tắm đây. Em bye bye các cô các chú đi. Em vào em tắm nha. Em vô đi, em vô tắm đi. Em khóc đấy. Em không muốn lên đúng không? Bye bye. Đây là villa chỗ Hà ở nè. Kế bên là sẽ có các villa khác. Đây. Kế bên là sẽ có những cái villa. Rồi. Bây giờ Hà đi ra ngoài đây. Ở xung quanh là có những cái bungalow nè. Bungalow thì sẽ không có phòng bơi ở phía trong nhưng mà cũng rất là rộng và có phòng khách luôn. Trời ơi, mọi người chỉ cần nói cái tên mọi người ơi, mọi người chỉ cần nói cái tên của resort thôi, đừng có đọc số phòng của Hà nữa. Chào Trung Hiểu nha, chào Ngọc Diễm nè. Có mấy cái ao rất là dễ thương, tha hồ mà dành cho các bạn nào mà thích chụp hình đó, thì tha hồ mà chụp hình. Ở đây thì vào những cái mùa mà mình đi chúng những cái mùa mà có dừa nhiều, mình còn được uống nước dừa nữa, nước dừa sạch rất là mát. Bây giờ Hà sẽ đi ngang qua khu vực nhà hàng và khu vực ăn trưa và hồ bơi. Đây là khu vực nhà hàng, chút nữa thì sẽ ăn trưa phía bên kia. À, anh Hải đây nè.
chưa? Nãy giờ mọi người hỏi ba Hải quá trời luôn. Đố mọi người anh Hải đâu? Anh Hải đang đứng với ai? David Tâm Béo đang online. Đây ba Hải. Hồ bơi ở đây vì hồ bơi có nhiều cấp độ cao á, phù hợp cho các bé có lứa tuổi nhiều lứa tuổi khác nhau, chẳng hạn như là Mio bơi. Cái hồ này thì Mio có thể tự tin mà không cần phao bơi được nè. Còn Jerry thì bé nó bơi ở cái hồ này. Cái hồ này thì có sông Na nữa. Khi nào mình cần thì mình sẽ phải nói các bé ở đây học hỏi sông Na lên, nhưng mà bây giờ các bé đang bơi thì chắc là tắt tắt bùn sục để cho dễ. Đang kiếm mắt kiến bơi cho Rio. À, đang kiếm mắt kiến bơi cho Rio. Tại vì Rio có mắt kiến thì Rio mới dễ bơi. Rio con bơi không có mắt kiến không được hả Rio? Dạ. Ồ, mắt kiến con để đâu mẹ không thấy. Mắt kiến không có mắt kiến con vẫn bơi được mà không bơi nhắm mắt. Ok. Mắt kiến con nè. Ok, chào cả nhà, chào bạn Hoa Đặng. Mẹ mở mắt mới được. Bác sửa đây rồi, bác sửa là chặt rồi. Con thử đi. Ba ném cho con. Đây mẹ lấy cho. Nè con. Con cảm ơn. Bây giờ Rio sẽ bơi biểu diễn cho mọi người nha. Ở bên hồ bên đây là hồ 1m8. Còn hồ bên Jerry là hồ 1m. Còn hồ bên Mio là hồ có 8 tấc. 8 tấc thôi. Chút nữa thì mọi người sẽ ăn ở khu bên kia là khu nhà hàng. Mà có buffet trưa ở bên đó. Rồi đi bơi đi con. Đó, Rio đang bơi đó. Rio đã học bơi ếch được lâu rồi, bây giờ Rio đang học bơi sải. Rồi Rio bơi qua tới bên kia rồi. Hello, giỏi. Ở đây lại nè Rio. Qua đây chào các cô chú một cái nữa. Qua đây, qua đây, qua đây. Thì nếu mà có thầy giáo kèm là một lần có thể bơi khoảng 30 vòng mà hồ 25-30 mét. Nhưng mà không có thầy giáo thì anh rất là lười. Bây giờ Hà sẽ đi ra ngoài biển. Rio con muốn ra biển với mẹ không? Ra biển với mẹ. Nhưng không có bơi biển, mình ra chơi cát xíu mà mình dơ thôi. Đi không? Giờ Hà đi ra ngoài biển chút xíu cho mọi người xem ngoài biển nha. Chơi cát thôi nha. Rồi, đi ra chơi cát ha. Rồi, có wifi lại rồi, sorry mọi người. Mặc dù wifi ở đây rất là mạnh nhưng mà khi mình ra thì cũng thẳng không bị. Ủa Rio đi đâu mất tiêu rồi? À, ở đây có những cái võng nghỉ dưỡng. À, Rio đây. Có những cái võng nghỉ dưỡng rất là dễ thương và cũng rất là phù hợp để tự sướng nha. À, trước nãy
Hà cũng dẫn gia đình của Hà đi chụp một vòng ở đây, có cái xích đu cho các bé. Mọi người ơi, mọi người coi live stream tham quan thử TTC kia kìa. Tên của resort Hà đang ở nha, để Hà có thể dễ dàng lựa chọn mấy bạn may mắn để Hà tặng lại voucher nghỉ dưỡng nha. Rồi, mình ra tới biển rồi. Có cái cổng chào rất là đẹp nè. Tự sướng là đã luôn á. Đi coi. Sorry mọi người, Hà đi ra biển sâu quá thì lại bị mất sóng. Nên thôi Hà đứng ở đây để cho mọi người nhìn biển thôi ha. Đi ra biển sóng biển mạnh quá cho nên là sóng biển đánh mất sóng wifi. Bây giờ Hà đã trở về được đất liền rồi cho nên lại có sóng rồi. Nhìn biển từ xa xa nha. Rồi, để gặp lại mọi người. Xém nữa tưởng là bị ao cái live stream luôn rồi. Tại vì ra ngoài kia sóng biển mạnh quá, đánh bay mất sóng wifi luôn. Mát quá. Yeah. Ở phía sau Hà là biển đó. Thôi Hà quay lại trở lại phía trong để cho mọi người xem ở bên trong nha. Hôm nay đang có một chút lất phất mưa rồi. Tối hôm qua thì Hà ở đây thì trời mưa. Mùa này là mùa mưa mà, cho nên là nhiều khi thời tiết thất thường mình không có dự đoán được. Tổ chức sinh nhật cho Mio tại đây luôn. Ngày hôm nay là ngày 10 tháng 7 thì cũng vô tình trúng là ngày Mio tròn 2 tuổi. Có nhiều bạn mới online hỏi là voucher gì? Voucher nghỉ dưỡng 2 ngày 1 đêm dành cho 2 người tại các bạn thể chọn tại TTC Phan Thiết, TTC ở Ninh Thuận hoặc là TTC ở Kê Gà thì tùy các bạn lựa chọn. Thật ra Hà có đến mấy voucher thì Hà đã sử dụng cho Hà rồi, nên Hà còn dư lại 3 voucher thì Hà tặng lại cho mọi người. Ở đây có xúc đu nè. Hồi sáng nay là mấy bé nhà Hà là chơi xúc đu này cả buổi luôn. Giờ này thì mấy bé ở dưới hồ bơi hết rồi. Đó, là có mấy cái võng rất là dễ thương. Có một cách nữa để tăng tỷ lệ trúng voucher hơn, đó là mọi người có thể share cái live stream của Hà cho bạn bè và người nhà biết, có thể vào tham gia. Tại vì Hà chỉ có 3 cái voucher thôi thì Hà sẽ chọn ngẫu nhiên thôi, cũng như những lần khác may mắn thôi, nhưng mà cho vui nghỉ hè.
tặng lại cho mọi người có cơ hội trải nghiệm ở đây. Hà rất là thích chỗ này, Hà cũng đi được mấy lần rồi. Thích nhất là các bé nhà Hà thích nhất là ra tắm biển buổi chiều là ra tắm. Dạ. Rồi cứ đòi quay nè, đây. Bơi một mình kìa. Sao con? Chạy đi bên kia kìa. Biển này là không đen không về. Người lớn thì không say không về, còn mấy tụi nhỏ là không đen không về. Hoặc là mọi người có thể share cái live stream của Hà để cho nhiều người biết, bạn bè biết có thể vào tham gia thì cơ hội chúng voucher của mình sẽ tăng lên nha. Câu hỏi thì rất là dễ, thật ra Hà đặt câu hỏi này để cho vui thôi, cũng mang tính công bằng một chút. Thật ra là Hà cũng chỉ chọn để chọn cho một cách là may mắn ngẫu nhiên thôi. Mọi người nói đẹp quá. Mặc dù mỗi lần tắm biển về thì hơi bị đen một chút xíu, nhưng mà mình cảm thấy rất là khỏe mạnh. Bạn Kim ơi, sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, bây giờ mọi người muốn xem cái gì nữa thì Hà sẽ quay cho mọi người xem một lần luôn. Xong Hà sẽ out đi ăn cơm trưa. Tối nay thì Hà sẽ tổ chức sinh nhật 2 tuổi cho bạn Mio. À Đào Thị Tú ơi, tặng em đi. Em ơi, em phải comment cái câu hỏi của chị là chị đang ở đâu, chị đang ở resort tên là gì. Sau đó thì chị sẽ chọn ngẫu nhiên may mắn. Còn nếu mà không trả lời câu hỏi thì đâu có căn cứ nào để mà chọn đâu. Trần Phương Nga, chị cũng yêu em. Nguyễn Hồng Đào, kêu đẹp quá. Mọi người ơi, mọi người muốn là quay xem cho xem cái gì nữa thì Hà sẽ quay cho mọi người coi nè. Hà quay thêm khoảng 5 phút nữa nha, rồi Hà out live stream để cho mọi người nghỉ trưa nha. Tối nay thì làm sinh nhật cho Mio thì có thể Hà sẽ live stream cho mọi người xem buổi sinh nhật của Mio ha. Thì các bé nhà Hà thì mọi người cũng biết rồi, sinh nhật thì chỉ đơn giản với gia đình là chính thôi. Hôm nay thì sẽ có các anh em trong ekip đoàn phim cùng tham gia, tại vì Hà cũng đang cho anh em ekip đoàn phim của Hà nghỉ dưỡng ở resort này. Sau khi phim thành công thì tổ chức một cái buổi tiệc cảm ơn mọi người. À Mio. Mio Mio Mio. Mio. Mio chào các cô chú đi. Chào các cô chú. Mio mất cỡ lắm ạ. À. Mio hôm nay Mio được 2 tuổi. Nước nè, em nói là nước nè. Hey, Mio đã chuẩn bị được 2 tuổi rồi là các cô chú. Mio đếm 1, 2, 3 đi. 1, 2. Mio đếm từ 1 đến 10 cho các cô chú nghe đi. 1. Không chịu biểu diễn. Mio mắc cỡ. Ôi, thôi. Mio mắc cỡ, Mio xuống mời với ba nha. Nha. Mio không chịu biểu diễn, Mio đang mắc cỡ. Mio mắc cỡ. Ôi, Mio xuống với ba đi nha. Rồi, Mio xuống với ba đi. Có thấy Mio trong đó không? À Mio bye bye các cô chú đó hả? Đó Mio này, Mio được 2 tuổi rồi nha. Mio được 2 tuổi rồi nha. À Mio muốn gửi ra. Ra đây mày gửi cho nha. Rồi mở, con muốn gửi ra đúng không? Rồi thôi giờ cho Mio vô nha. Rồi Mio không thích. Mio không thích nữa. Rồi, để gửi cho Mio nha. Mấy anh chị lên luôn không? Mio bây giờ vô tắm. Thôi bây giờ Hà sẽ live stream nha. Nãy giờ quay một vòng cho mọi người thì chắc là mọi người cũng thấy không khí nghỉ dưỡng ở đây rồi. Nếu mà gia đình nào có con nhỏ thì hè này các bé được nghỉ hè thì nên thu xếp đưa con đi một buổi ha.
tuổi thơ của trẻ con rất là ngắn ngủi. Thật ra gia đình Hà cũng bận lắm, nhưng mà cũng cố gắng thu xếp cho con nghỉ hè. Nghỉ hè thì Hà không cho các con đi học hè mà cho bốn bé ở nhà luôn. Vì vậy là tình hình cũng căng như dây đàn, là rất là căng luôn. Thì mình phải dành rất nhiều thời gian cho các con khi mà các con ở nhà như vậy. Nhưng bù lại đây là khoảng thời gian mà mình được dành thời gian cho con, ở gần gũi các con hơn, hiểu các con hơn, cho nên cũng xứng đáng thôi. Việt Hồ ơi, mình nghe Hồ nói con em cũng 2 tuổi nhưng không nói nhiều được như Bio. Em ơi, mỗi bé mỗi khả năng nói thì sẽ khác nhau, đừng so sánh con mình với con của người khác. Thật ra kể cả con của chị nè, giống như là bé Sunny nay là gần 4 tuổi rồi, nhưng mà Sunny cũng nói rất là ít. Bởi vì Sunny thuộc tiếp người là ít nói và không thích nói nhiều, và bé cũng nói hơi là đớt. Bio nhỏ tuổi hơn nhưng mà Bio lại nói nhiều hơn Sunny, cho nên mỗi khả năng của mỗi bé thì đều khác nhau hết. Thì con có thể là không giỏi nói nhưng mà con sẽ giỏi những cái khác, nên là cứ từ từ thì con sẽ học được nói thôi. Em dành thời gian để nói chuyện với con nhiều hơn thì con sẽ nói chuyện được nhanh hơn. Rồi, bye cả nhà nha. Mọi người cứ tiếp tục chờ tham gia cái game của Hà để Hà có thể chọn ra được những bạn may mắn để Hà tặng gửi tặng lại voucher nghỉ dưỡng tại TTC ha. Chúc mọi người một buổi trưa thật là vui vẻ, và nếu được thì tối nay nếu mà tổ chức sinh nhật bé Mio thì Hà lại live stream để mọi người có thể cùng chung vui với gia đình Hà. Bye bye cả nhà nha. Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ. Bye bye, đây đi rồi. Bye bye nha.